Ngày 7 tháng 6, trên trang cá nhân Lê Ngọc Phương Trang, em gái Angela Phương Trinh đã chia sẻ ảnh chụp đơn khẩn cầu mà cô và gia đình gửi đến cơ quan chức năng. Theo hình chụp đơn khẩn cầu của Phương Trang đăng tải, cô cho biết kể từ năm 2021, mình và chị gái đã không thể hòa hợp trong nhiều quan điểm nên chỉ chia sẻ với nhau trên phương diện chị em trong nhà, hỏi thăm sức khỏe nhau. Tuy nhiên, số lần Angela Phương Trinh về thăm gia đình không còn nhiều như trước. Từ năm 2023, Angela Phương Trinh không về nhà đón Tết truyền thống. Kể cả khi biết người trong nhà bị bệnh, nhưng nữ diễn viên vẫn không về thăm. Trước đây, chị ấy rất yêu thương gia đình, luôn bảo vệ gia đình và nếu các thành viên trong gia đình có vấn đề, thì chị ấy không ngại ngùng đến thăm ngay trực tiếp. Nhưng đây, khi nói ngoại ốm không ăn uống được, chị ấy cũng không đến thăm, chỉ cư ngụ mãi trong ngôi nhà của mình và số lần gặp gia đình cũng giảm dần trong những 2 năm gần đây. Đặc biệt vào năm 2023 và đầu năm 2024, chị ấy bắt đầu bỏ đi truyền thống ngày Tết tức mùng 1 là phải đoàn tụ bên gia đình thì chị ấy đều chọn vắng mặt. Trích nội dung trong đơn khẩn cầu của Phương Trang. Trong đơn, Phương Trang cho biết cô và mẹ nhiều lần đến nơi ở của Angela Phương Trinh, nhưng nữ diễn viên lánh mặt, bảo vệ nơi đó cũng cấm không cho vào. Cho đến ngày 6 tháng 6 năm 2024, mẹ Angela Phương Trinh đã trình báo công an để được gặp con gái. Ngoài ra, Phương Trang cho hay chị gái hiện đang bị nợ rất nhiều, mặc dù công việc livestream khá ổn. Hiện chị vẫn đang còn nợ rất nhiều mặc dù công việc livestream rất ổn định và thu nhập khá ổn. Có một điều rất lạ là trong những tháng gần đây hầu như chị tôi suy giảm kinh tế trầm trọng, thậm chí không đủ khả năng chi trả tiền bảo dưỡng xe, tiền lương, tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước, Phương Trang viết. Thành viên trong gia đình chúng tôi đều thấy rất rõ sự khác biệt của chị ấy và những lời lẽ chị ấy truyền tải đều không giống với chị ấy trước đây. Gia đình chúng tôi thật lòng đang rất bất ổn. Trích đơn khẩn cầu gửi cơ quan chức năng của em gái Angela Phương Trinh. Ngày 6 tháng 6 trên trang cá nhân, Angela Phương Trinh đăng tải bài viết xin lỗi và xóa những bài đăng phát ngôn gây hiểu lầm trên mạng xã hội. Về chuyện mất tích và không liên lạc với gia đình suốt 2 năm qua, Angela Phương Trinh giải thích. Trong suốt thời gian qua, từ khi trở lại showbiz, Trinh luôn cố gắng xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng. Ngoài công việc cá nhân như quay chụp cho các nhãn hàng, đi sự kiện, livestream, Trinh còn dành thời gian tham gia những hoạt động cộng đồng khác. Và tất cả những hoạt động ấy, Trinh đều chia sẻ công khai trên tất cả các trang mạng xã hội của mình, cũng như mời mọi người cùng về tham gia chung với Trinh. Việc Trinh có mất tích hay không, Trinh nghĩ các thông tin phía trên đã đủ và Trinh tin rằng các bạn sẽ dễ dàng có một cái nhìn thấu tình đạt lý về vấn đề này. Nếu search tìm tên Trinh và tên em gái Trinh trên Facebook thì 2 năm gần đây sẽ thấy Trinh và Trang xuất hiện cùng nhau như đi sự kiện, về quê ăn Tết, đi ăn dỗ, đi cà phê, quay chụp, livestream chung. Trinh cũng quay clip quảng cáo với mẹ và gần 2 năm nay Trinh cũng qua nhà thăm mẹ, nhắn tin liên lạc với mẹ. Chuyện gia đình Trinh cũng mong các bạn đừng hiểu lầm để không ảnh hưởng đến ba mẹ và em gái Trinh. Cô chia sẻ thêm, ngay sau khi Angela Phương Trinh lên tiếng, mẹ của nữ diễn viên sau đó đã đăng dòng trạng thái. Hiện tôi điện thoại con tôi không bắt máy, tới thăm cũng không được, tôi đang rất hoang mang và cả gia đình lo lắng. Má tôi, bà ngoại Trinh, nay cũng gần 90 tuổi, cũng không thể ngủ được, mong cộng đồng mạng chia sẻ mạnh. Là con tôi mất tích, điện thoại con tôi đang bị tịch thu, những bài đăng của Phương Trinh thật sự không phải Phương Trinh đăng. Tôi rất mong gặp được con tôi hiện giờ. Chiều 6 tháng 6, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Thông tin thành phố Hồ Chí Minh họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố. Liên quan đến ồn ào lộng ngôn của Angela Phương Trinh, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện sở đang thu thập và nắm thêm thông tin về vụ việc và sẽ phối hợp xử lý khi có đề nghị, yêu cầu từ các đơn vị liên quan. Trao đổi với chúng tôi về loạt phát ngôn phản cảm của Angela Phương Trinh, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Hà Nội cho biết, tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người phát ngôn đi quá giới hạn pháp luật cho phép có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo ông, Angela Phương Trinh từng bị xử phạt 7,5 triệu đồng. Theo điểm A khoản 1 điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP vì chia sẻ quan điểm gây tranh cãi về việc điều trị COVID-19 bằng run đất năm 2021. Theo luật sư Đặng Văn Cường, tình tiết này có thể là yếu tố khiến nữ diễn viên nhận một mức hình phạt nặng hơn.